hai chục phải không? Hai chục cho chịu không? Cho tôi chịu. Hai chục đấy, xanh quê hai chục, 20 triệu, 20 triệu ơi. Đấy. 20 triệu. Thân đặt. Thông báo các bác ở đây là cây của ông Nhạn đang ở chợ nhé. Chợ giá 20 triệu. Cây ở nhà đã bán chưa ông? Cây lùn lùn ở nhà đã bán chưa? Cây mà để ở nhà trong ấy. Cà phê nào? Cái điền ấy. Cà phê. Bán thằng nào? Nước nước nào nó bán nó cả. Bảo không bán cho múc thì mới múc cái nào thì mới mua. Ừ. Bỏ xong ra đây bảo nếu chú để ông để cho múc cái khác bảo mê mua cái đéo thì chưa bán. Nếu 14 triệu là bán rồi. Bán cây đây, số của Viễn đây. Bán cây đây. Khôn đấy, giờ là cứ để số đây là anh em tự biết hỏi giá vào việc thôi. Để trình bày nhiều khi báo giá qua đây nó không sai đâu các bác. Các bác thấy hợp lý bao nhiêu này cứ vào việc thôi. Đấy, cây to. Nay quay một cây to này của Viễn với cây to của anh Kiện kia, tí ra quay. 1, 2. Cây giá thì các bác alo nhé. Xem cái số vừa ghi có cái biển này này. Đấy, ông này nữa. Còn cây này báo giá anh em 100 này, 120 ấy, 100 ấy, không nhớ nữa nhưng mà 100 đấy, thủ đấy. Tí nữa phải quay mặt sau, bây giờ ra sang cái xe bên này cho phôi này nó dễ quay hơn các bác, chứ bây giờ cái cây to cái khó quay lắm. Đây, Kiện này. Si này. Ơ, Hồng Ngọc Mai của ông Nhạn nó ra đây rồi. Giờ lại phải phá lại. Ừ, đúng không? Cái xưa là thiến mẹ đây đúng không? Thì làm con mẫu ý luôn. Mệt. Bây giờ về làm ba con vẫn còn kịp. Mệt ghê. Đau đầu lắm. Thôi, cái món này. Con này làm cũng khó luôn. Ê, nhìn thế thôi nhưng mà khó bán đấy. Khó lắm. Con kia thì dễ bán hơn. Ờ, con kia nó ấy hơn. Con này với anh này. Xẻo làm hàng 3 con. 1 x 3 đấy. 1 x 3. Để này cho nó.
mệt lắm. Hợp lý là làm 3 con đấy. Đấy, nhưng mà giá chắc là khó. 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 Đây này, ăn con này thì dễ thở hơn này. Xem nào, thử nghiêng nghiêng quá xem nào. Con này còn có cái mà làm. Con này nó có hướng rồi. Còn có cái mà làm. Nhưng báo cũng sâu quá, đâm ra. Sâu. Đầu vai thì sâu lắm. Sâu lắm. Nhá được. Đây, quay cho anh tiện cái cây này cái. Năm năm. Số điện thoại kìa. Đấy, vẫn cây của anh Kiện hôm trước đây. Vẫn xanh mướt, vẫn vệ vệ như vậy đây. Thấy không? Đấy, lao dao lao dao. Đấy, nay nay sắm được nhiều đồ thế anh, cái tùng gì đúng không? Đấy, đẹp đây, chỉ chờ ông nào hợp là bách thôi, đẹp thế này, đấy số đây rồi, bây giờ có thương hiệu rồi có. Đấy, cái này báo giá là mấy tiền anh nhỉ? Cái này là 15 triệu anh. 15 triệu, cái kia 55, vẫn 55. Đấy, đẹp chưa? Chạy ghê, thích không? Chạy chưa? Quay luôn cả anh luôn. À đấy, chủ nhân đây nhá. Đấy. Người đẹp như cây luôn. Ép dẻo, ép lắc tích, lấy ngay. Đấy, thấy chưa? Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ người... Người đẹp như cây. Tôi chuyên ép dẻo. Thay chậu đi nhỉ. Ép lát tích công nghệ cao. Không không. Anh thay chậu đi mới bán được tiền. Mùa này là mùa của La Hán mà. Tất nhiên là mùa La Hán, nhưng để cái này người ta biết là nguyên bản. Không không. Thay đi nhìn cái cây cốt chậu nó khác kìa. Anh thay cho em cái chậu khác nhìn nó hẳn hoi luôn. Cái chậu này nó không xứng đáng ngồi cây này vào đây. Đang xem văng nào bế luôn thì đỡ phải thay. Đấy. Tùng đẹp. Tốt nhất là nếu có tiền thì cho mẹ lên tầng và nhốt. Chỉnh dây, tháo dây ra đây bán. Nhốt. Nhốt. Nhốt không? Có nhốt không? Đấy, anh em nghiên cứu đi, tư duy bế đi. Đỡ phải lăn tăn rồi nhốt hay là cất mặt sau đây đấy lọt khe có xem cái tủ đây ông ơi, cho phải đi chợ kìa, đang đi chợ. 120 triệu. Giá anh em 120. Ôi, chẳng quay thêm nữa. Kéo hưng. Dạ. Còn cây nhiều tiền. Cây tiền, cái gì? Cây tiền đấy. Giá người làng luôn.
xong xin cái xanh ít tiền. Đấy, xin xanh ít tiền. Hai chục đây. Đây, con béo đây rồi. Ừ. Khoái con nào? Thích con này. Bao tiền? Cười. Giờ chỉ nhận cho tặng thôi chứ không. Hồng mai cũng thiếu. Hồng mai. Đây à, cái anh Hùng đây à? Bao tiền cái này đây? 8 triệu. 8 triệu. Đấy. Đẹp đây.